Các bạn đang theo dõi trên màn hình là mẫu xe Honda Future và mẫu xe Yamaha Jupiter. Cả hai đều là những mẫu xe số tương đương về phần sức mạnh. Tuy nhiên, mẫu xe nhà Honda thiên về cảm giác lái êm ái, thiết kế lịch lãm, trong khi đó mẫu xe nhà Yamaha lại hướng tới cảm giác lái thể thao và cá tính. Nằm trong cùng phân khúc về giá, cả hai mẫu xe Honda Future và Yamaha Jupiter khi đặt lên bàn cân khiến nhiều người dùng băn khoăn, không biết lên xuống tiền để lựa chọn mẫu xe máy nào. Chính vì thế, thông qua video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với tôi mình nhá, đi so sánh cụ thể hai mẫu xe. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Rồi các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây. Đầu tiên thì mình sẽ so sánh về thiết kế trên cả hai mẫu xe. Mặc dù Honda Future và Yamaha Jupiter có thiết kế trẻ trung, hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, nhưng hai mẫu xe vẫn có những nét đặc trưng này, phong cách định hình riêng. Có thể thấy được thì cảm quan nhìn về tổng thể thì Honda Future sang trọng và lịch lãm, còn Yamaha Jupiter kiểu dáng mạnh mẽ và thể thao. Yamaha Jupiter thì chú trọng nâng cấp xe ở kiểu dáng thiết kế thể thao. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình, từ phần đầu xe, thân xe đến phần đuôi xe đều thiết kế khá là cân đối các bạn nha, tạo cho nét thể thao phong cách bằng những nét góc cạnh trên phần thiết kế dàn áo của xe. Khác với đối thủ Jupiter, điểm nổi bật của dòng xe Honda Future là dàn áo được cải tiến nên dễ khiến người dùng liên tưởng đến vẻ ngoài của những chiếc xe tay ga sang trọng bởi thiết kế trông có phần nhẹ nhàng, thanh thoát. Phía trước phần đầu xe thì mặt nạ kết hợp với những cái miếng ốp chrome ấy, nối liền phần đèn xi nhan, định hình tạo dạng chữ V này. Sau này những cái phiên bản mới được định hình dạng chữ U cũng rất đẹp các bạn nha. Nên nhìn khá giống với kiểu dáng thiết kế của những mẫu xe Honda SH cao cấp đến từ nhà Honda. Thứ hai, về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Honda Future được đánh giá là mẫu xe ít ăn xăng nhất ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Ít ăn xăng nhất các bạn nha. Với hệ thống phun xăng điện tử FE, chỉ tiêu tốn vào khoảng 1,57 lít trên 100 km. 1,57 lít trên 100 km, một mức tiêu hao nhiên liệu gần như là lý tưởng cho một mẫu xe số phổ thông với khối động cơ là 125 phân khối. Không kém cạnh Future một chút nào, Jupiter nhà Yamaha trong cái cuộc thử nghiệm thực tế gần đây nhất đến từ Yamaha Moto Việt Nam thì kết quả đánh giá cho 1 lít xăng nhá, Yamaha Jupiter chạy với quãng đường lên tới 70,79 kW, tức là tương đương vào khoảng 1,643 lít trên 100 km, cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với những con số kể trên thì có thể thấy được rằng hai mẫu xe này đều tiết kiệm ít hao xăng, đặc biệt trong cái thời buổi kinh tế giá xăng không ngừng tăng mạnh như hiện nay nhá, thì Honda Future và Yamaha Jupiter là mẫu xe kinh tế, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dùng nhất. Thứ ba, so sánh về sức mạnh của động cơ. Yamaha Jupiter đang trang bị khối động cơ 4 thì có dung tích nhỏ vào khoảng tầm 114cc, cho ra công suất cực đại lên tới 9,9 mã lực, mô men xoắn cực đại lên tới là 9,9 Nm. Đồng nghĩa với việc Jupiter có khả năng tăng tốc có phần là tốt hơn so với dòng xe Future. Trong khi đó thì Future trang bị khối động cơ là 125cc xi lanh đơn, cho ra công suất cực đại là 9,3 mã lực, mô men xoắn cực đại là 10,6 Nm. Kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FE, động cơ được tinh chỉnh hệ thống trung hòa khí thải nên Future 125FE vừa đạt được tiêu chuẩn khí thải lại vừa đảm bảo được khả năng tăng tốc và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm. Có thể đấy, Future chinh phục người dùng ở khả năng vận hành bền bỉ, còn Yamaha Jupiter lại mạnh mẽ và tốc độ các bạn nha. Điểm thứ tư, so sánh về trải nghiệm lái. Nói về trải nghiệm lái thì cả Honda Future và Yamaha Jupiter đều mang đến một cảm giác lái là thú vị. Nhiều người dùng đánh giá trên trải nghiệm thực tế thì Future cho cảm giác lái phiêu hơn, máy đầm và chắc hơn, không quá bốc như nghe các bạn đi ở những cái giải tour sau các bạn nha, lại càng đầm, chắc và êm. Đề xe dễ dàng, tiếng nổ thì êm ái, ngay cả khi các bạn để qua đêm, tiết trời và những cái ngày lạnh cũng cực kỳ ok. Trong khi đó thì Jupiter mang lại cảm giác tăng tốc tuyệt vời, chắc máy, mạnh mẽ, đặc biệt nước đề đầu tiên. Mẫu xe số này dễ dàng tăng tốc lên 60 km/h mà vẫn bảo đảm được an toàn. Tuy nhiên tăng tốc nhanh lên tới 80 km/h nha thì có một chút gì đó là kém ổn định một chút. Có thể thấy mặc dù hai mẫu xe có cùng phân khúc giá nhưng Honda Future và Yamaha Jupiter vẫn có những nét đặc trưng nổi bật khác nhau, không hề kém cạnh từ ngoại hình đến khả năng vận hành. Theo đó thì người dùng
chuộng cái nhìn hiện đại, dễ nhìn, các bạn có thể lựa chọn dòng xe Future là một cái sự lựa chọn hợp lý. Còn Yamaha Jupiter sẽ hợp hơn với những ai yêu thích thể thao và cá tính. Và phần cuối cùng, thứ 5, so sánh về phần giá bán trên cả hai mẫu xe. Cả hai dòng xe Honda Future và Yamaha Jupiter có mức giá bán khá là tương đồng nhau, trong tầm giá vào khoảng tầm trên 30 triệu. Hiện tại trong thời điểm này, top 5 sẽ cập nhật mức giá bán mới nhất tại Lý các bạn nhé. Mình lấy ví dụ ở Lai Châu mình luôn để các bạn có thể tham khảo. Hiện tại phiên bản Honda Future 125 FI của năm 2022, chưa có phiên bản mới năm 2023, vẫn đang rục rịch thôi. Những cái thông tin bảo mật vẫn đang rất là kỹ đến từ Honda Việt Nam. Đang được bán lẻ ở cái Lý dao động trong khoảng tầm từ 33 đến 35 triệu đồng các bạn nhé. 33 đến 35 triệu đồng. Giá bán bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Với mức giá bán này, đang có phần cao hơn so với dòng xe Jupiter. Hiện tại trong thời điểm này, Jupiter đến từ nhà Yamaha. Với những cái tùy chọn về các cái màu sắc khá là hấp dẫn, đặc biệt đã có những cái màu sắc phiên bản mới của năm 2023 như các bạn đang theo dõi trên màn hình, giá bán sẽ tốt hơn đôi chút. Cụ thể thì Yamaha Jupiter với những phiên bản mới của năm 2023 ở đây, giá bán hiện tại ngang bằng giá bán đề xuất của hãng là 30 triệu 800 nghìn đồng các bạn nha. Trong khi đó, những phiên bản cũ của năm 2022 cũng với 4 màu sắc rất nổi bật và đẹp, bao gồm đỏ nhám, xám nhám, đen nhám, bạc nhám, giá bán hiện tại ở mức là 29 triệu 500 đến 30 triệu. Tuy nhiên, lượng hàng của phiên bản 2022 đang dần cạn kiệt rồi, mà hiện nay chỉ có những phiên bản năm 2023 mới nhất mà thôi. Chính vì với mức giá bán ấy, tầm khoảng tầm 30 triệu đồng tương đương nhau, giữa hai mẫu xe số này khiến nhiều người dùng băn khoăn không biết nên lựa chọn mẫu xe mới nào. Do vậy, ngoài yếu tố về giá nhá, thì mình vẫn khuyên các bạn rồi, người dùng tham khảo về phần thiết kế này, khả năng tiêu hao nhiên liệu này, sức mạnh động cơ này, cũng như trải nghiệm lái để có thể xuống tiền sao cho phù hợp nhất. Với bản thân top 5 thì mình có thể đưa ra cái ý kiến chủ quan của mình như sau. Bản thân mình thì mình sẽ đánh giá Future cao hơn một chút so với dòng xe Yamaha Jupiter ở một số khía cạnh cũng như cảm nhận chủ quan của cá nhân top 5. Còn các bạn thì sao? Các bạn cứ thoải mái nhé, để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau đưa ra cách nhìn nhận về hai mẫu xe này. Và trong thời gian sắp tới, mình sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về dòng xe Honda Future phiên bản 125 của năm 2023. Hy vọng rằng với những gì mình đã chia sẻ sẽ giúp ích các bạn trong việc lựa chọn một trong hai mẫu xe ở đây. Mẫu xe nào cũng đẹp, mẫu xe nào cũng đáng để quan tâm và đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Cảm ơn do này của mình, nếu các bạn nhấn like chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Nga Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.